Tiếp đến, thầy trò mình sẽ giải quyết bài số 3 của đề số 1 là đếm số lượng ước đối xứng của một số nguyên dương n. Với vậy thì bài toán này liên quan tới đếm số lượng ước đối xứng. Vậy thì ta có xác định bài toán là đề bài toán cho cái gì? Bài toán này thì ta có input người ta thực hiện là cho n là một số nguyên dương. Output của bài toán là ta đưa ra số lượng ước là số đối xứng đó của n. Rồi vậy thì bây giờ về thuật toán thì ta nhận thấy bài này nó liên quan tới ước, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện liệt kê tất cả các ước của n ra. Vậy thì bước 1 thì ta thực hiện nhập n, bước thứ hai ta thực hiện cái công việc các bạn khai báo một cái set C. Như các bạn biết, ta khai báo một cái set C lưu tất cả các ước của n, sau đó ta làm gì thì làm. Bởi vì đầu tiên ta phải liệt kê được các ước của n cái đã. Vậy thì để duyệt qua tất cả các ước của n thì ta sẽ duyệt từ một cách tối ưu nhất như sau. Ta cho y chạy từ 1 cho tới y nhân y nhỏ hơn bằng n. Tức là y nhỏ hơn bằng căn n đấy. Và y cộng cộng, và ta thực hiện các việc như sau. Nếu thằng n chia hết cho thằng y thì điều đó chứng tỏ rằng y là ước của n, thì ta thực hiện một số các cái công việc như sau. Việc thứ nhất, vì n chia hết cho y nên ta đẩy cái thằng này vào trong set C. Vậy thì ta sẽ thực hiện công việc là ấn C chấm chấm gì nhỉ? Chấm insert cái thằng y vào. Rồi, sau khi thực hiện C chấm insert thằng C vào thì n thì ta sẽ thực hiện nếu cái thằng phần còn lại của nó, thằng phần còn lại là thằng gì nhỉ? Thằng n chia cho gì? Chia cho y khác thằng y. Thì ta thực hiện nốt cái thằng C chấm insert thằng n chia vào trong set C. Đấy, được chưa? Bây giờ như vậy tới thời điểm này là ta đã tổ chức được một cái đoạn chương trình đi liệt kê tất cả các ước vào rồi. Bây giờ thầy trò mình quay ra cái bài toán thực tế của hôm nay chúng ta gặp. Bài toán thực tế người ta yêu cầu là đi liệt kê các ước, đếm số lượng ước chẵn. Vậy thì chỗ này thì chúng ta sẽ thực hiện là tổ chức cái hàm ước đối xứng. Ta tổ chức một cái hàm để kiểm, hàm gọi là hàm bool đối xứng. Chỗ này các bạn ghi nhé, để kiểm tra xem một cái số nguyên dương u có phải là số đối xứng hay không. Các bạn có tổ chức được hàm này không? Không ạ. Rồi, giả sử ta không tổ chức được, vậy thì ta sẽ tổ chức lại như sau. Để tổ chức được một số là một sâu có là sâu đối xứng hay không thì ta thực hiện hai việc. Việc thứ nhất, các bạn thích dùng string nhá thì ta sử dụng string luôn. Ta khai báo một cái sâu v, ta gắn bởi thằng u. Sau đó ta sẽ thực hiện là ta gắn reverse để làm gì nhỉ? V.begin phẩy v.end. Đấy, hàm này để là lật ngược sâu v. Sau khi sâu v như vậy thì v được gọi là lần ngược của u. Vậy thì nếu quên, ta không ghi. Như vậy thì nếu thằng u mà vẫn bằng thằng v thì điều đó chứng tỏ nó bằng sâu lần ngược của nó. Vậy thì ta return true hay true false? Ta return true, ngược lại thì ta return false. Các bạn có thể tổ chức được cái hàm đối xứng này chưa? Theo thầy nghĩ hàm đối xứng xử lý theo sâu dễ nhớ hơn so với dễ hiểu hơn so với cái hàm đấy, đúng không? Tách các chữ số. Tuy nhiên một số bạn lại thích chia số học hơn. Như vậy đây là hàm bool đối xứng. Khi ghi ở trong vở, nếu mà đoạn code chương trình chính các bạn ghi rồi thì hàm bool đối xứng các bạn ghi sang bên phải đây cũng đã được. Nhưng khi đi thi thì không nên trình bày theo kiểu hàng ngang như thế nhá. Như vậy cái bool đối xứng này các bạn tổ chức được chưa? Có nhìn rõ không nhỉ? Có lẽ hôm sau ta phát huy cái này bởi vì Đức phải tới đây thì thầy trò mình đã kiểm tra một hàm là số đối xứng. Vậy thì bây giờ ta quay trở lại vận dụng cái hàm đối xứng đó trong chương đoạn đếm ước. Đây là giải thuật liệt kê ước cơ bản. Vậy thì bây giờ ta sẽ thực hiện kiểm tra thêm tính đối xứng. Vì y là khi n chia hết cho y nên y
Nên y là ước của n. Vậy thì ta kiểm tra xem nếu đối xứng của thằng y mà bằng chu, cái chữ bằng chu các em được phép bỏ đi. Nếu y là số đối xứng thì đẩy y vào trong set. Đấy. Rồi kế tiếp, nếu y khác n chia y và đối xứng của thằng n chia y cũng bằng chu thì ta đẩy thằng n chia y vào trong set C. Được chưa? Như vậy set C này để lưu các ước đối xứng của n. Như vậy thì các bạn nhận thấy rằng hiện nay chúng ta đang thực hiện một cái set C để lưu các ước, và bây giờ ta có thêm một cái hàm khác nữa để kiểm tra xem cái ước này có thỏa mãn điều kiện hay không. Ở bài toán khác, hãy liệt kê tất cả các ước nguyên tố thì các bạn cũng đẩy, thì khi đó các bạn tổ chức một cái bool nguyên tố. Các em tổ chức được không? Rồi, ok, nếu tổ chức được cái bool nguyên tố, vậy thì ở bài này ta có cái bool đối xứng, các bạn nhìn được rồi chứ? Có đọc được không nhỉ? Vậy thì tới đây thì chúng ta đã thu được một cái set C chứa tất cả các ước đối xứng của số nguyên dương n. Tổng quát hơn, set C chứa tất cả các ước của một số thỏa mãn. Cái bool này ta tổ chức trên thằng INTB nhá. Tới đây thì thầy trò mình đã giải quyết được bài toán là lưu tất cả các cái ước đối xứng rồi. Quay trở lại bài toán này, ta sang bước 3. Bài này người ta yêu cầu đưa cái gì ra? Số lượng của nó thì sẽ là cái gì? Đúng rồi, C chấm sai. Vậy thì ta đưa ra số lượng ước thỏa mãn. Như vậy thì với mô hình của bài toán này, cho số nguyên dương n đếm số lượng ước nguyên tố của n thì ta đẩy tất cả các ước nguyên tố của n vào trong set C thì C chấm sai. Vậy thì ta đưa thằng C chấm sai ra là ta đưa thằng C chấm sai ra. Số lượng ước thỏa mãn đó chính là số lượng các phần tử đang nằm trong set C. Được chưa? Vậy ta đưa thằng set C ra. Nếu mà người ta hỏi liệt kê tất cả các ước đối xứng thì mình nếu mà người ta hỏi rằng là liệt kê tất cả các ước đó ra thì các bạn sẽ for như sau. Ta for intx in c và ta sẽ cout thằng x ra. Đấy, nếu mà người ta hỏi là hãy liệt kê các ước nguyên tố của n, vậy thì ta for y chạy từ 1 đến n, nếu n chia cho y, nếu y là số đối xứng là số nguyên tố thì đẩy y vào. Nếu y khác n chia y và y là số nguyên tố thì đẩy n chia y vào. Khi đó for y chạy từ x cho duyệt qua tất cả các giá trị y x trong set C và ta đưa giá trị của x ra thì khi đó ta sẽ thu được tập nghiệm. Nhá, cái chỗ này nếu mà người ta yêu cầu đưa ra, còn C nếu mà người ta hỏi số lượng thì ta đưa thằng C chấm sai ra thì nó sẽ là số lượng. Còn nếu mà người ta yêu cầu liệt kê thì ta liệt kê. Về thao tác liệt kê. Còn bên trên này là đưa ra số lượng. Như vậy trên đây là giải thuật của bài toán số 2 bài toán số 3 đếm số lượng ước đối xứng của một số nguyên dương n. Đây có lẽ là cái cách duy nhất của để làm cái bài toán này. Và khi làm bài toán này thì các bạn nên để ý. Thứ nhất, ta phải cốt được cái đoạn chương trình liệt kê tất cả các ước của một số. Sau đó ta tích hợp cái hàm kiểm tra thỏa mãn điều kiện vào. Đấy. Và ở đây hôm nay ta có hàm đối xứng, hy vọng các bạn sẽ sử dụng nó được. Thì thay nó bằng bool nguyên tố. Bool nguyên tố các bạn tổ chức được không? Các bạn tổ chức được bool nguyên tố chưa? Rồi, ok. Như vậy tới trên đây là thầy trò mình đã giải quyết được cái bài toán đi đếm số lượng ước đối xứng của một số. Rồi, chúc các bạn thành công.